Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Hòa thượng Chứng Minh. Kính bạch Chư tôn giáo phẩm tăng ni. Kính thưa cùng toàn thể quý Phật tử có mặt hôm nay. Dưới bóng hình của Đức Phật nhân ngày đại lễ Phật đản lần thứ 2647 của Đức Thế Tôn, xin thay mặt cho đại chúng đạo tràng chùa Quán Thế Âm kính lễ tới Chư tôn giáo phẩm tăng ni, quý Phật tử lời cầu nguyện an lành trong ánh sáng từ bi và trí tuệ của bậc đại giác Thế Tôn. Kính thưa thì quý vị, mỗi năm vào độ trăng tròn tháng thứ âm lịch, những người có Phật sống dưới bất cứ phương trời nào, dù ngôn ngữ bất đồng nhưng muôn triệu trái tim của con người cùng hòa chung một nhịp đập hân hoan để kỷ niệm ngày đản sinh của Đức Từ Phụ. Hình ảnh của Đức Thế Tôn là một bài ca bất tuyệt, giáo pháp của Ngài như ánh hải đăng chiếu sáng xuống nghìn thu. Những pháp âm tại vườn Lộc Uyển, núi Linh Thú dường như còn vang vọng đâu đây. Pháp âm ấy đã tỏ khắp muôn phương, thấm sâu vào tâm hồn của những chúng sanh đang khao khát đi tìm hạnh phúc và chân lý. Thật vậy, sự kiện Đức Phật đản sinh là một sự kiện khởi đầu cho một thông điệp tình thương và hạnh phúc như trong kinh Pháp Cú câu 13: khó gặp được Như Lai không phải đâu cũng có, chỗ nào Đức Phật đản sinh nơi đó tất an lạc. Nếu hiểu một cách đơn giản, Phật là bậc giác ngộ thì ngài Phật đản sinh chính là thời điểm ánh sáng giác ngộ ra đời. Sự hiện diện của con người sự thế tại vườn Lâm Tỳ Ni vào một ngày trăng tròn cách đây 2647 năm là một thông điệp Đức Phật đã giành lấy sự quyết định, đó là từ sự vươn lên của con người bằng tư duy của trí tuệ, bằng nỗ lực của tự thân mình. Mình làm chủ trước của chính mình, vì vậy Ngài đã dạy hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi. Thông điệp ấy đã đi vào tâm tư của mọi người khi cánh cửa giải thoát bắt đầu mở sau 49 ngày tư duy thiền định với Cội Bồ Đề. Ngài đã trở thành bậc chánh đẳng giác và từ đây Ngài tuyên bố cửa vô sinh bất diệt đã mở cho tất cả chúng sanh. Hãy để cho ai có tai muốn được nghe được trọn vẹn niềm tin tưởng như vậy thì đạo Phật là đạo đến để mà thấy, thấy sự thật khổ đau của cuộc đời và con đường đoạn tận khổ đau đó được khởi đầu bằng những bước chân đầu tiên như trong kinh Pháp Cú 190 và 191: ai quy y với Phật, chánh pháp và chư tăng, thấy bốn thánh đế, thấy khổ tập diệt đạo, thấy sự khổ vượt qua, thấy đường tám ngành đưa tới khổ não tận. Tại đây một lần nữa Đức Phật lại khẳng định vai trò và vị trí của con người là do tự thân cá nhân quyết định. Trong tất cả giá trị có mặt ở đời, con người là giá trị cao nhất. Mọi thứ giá trị đều là phương tiện cho con người và cuộc sống của con người. Vấn đề lý tưởng tối cao và ý nghĩa cuộc sống thực chất nhất vẫn là vấn đề của hạnh phúc mà mọi chúng ta đi tìm kiếm. Trong kinh Pháp Cú câu 165: tự mình làm điều ác, tự mình làm ô nhiễm, tự mình ác không dám làm, tự mình làm thanh tịnh, tịnh không thanh tịnh tự mình, không ai thanh tịnh cho ai. Cho nên vấn đề hạnh phúc được thực thi bắt nguồn từ sự chuyển hóa tâm thức để đạt tới sự bình an nội tại. Đức Phật từ một con người thực tại nhờ công phu tu tập chuyển hóa nội tâm
mà thành một con người sống trong thế giới hạnh phúc thực sự, bởi vì Ngài đã tự chuyển hóa nội tâm mình. Trong kinh Thất Cú số 2, ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ tạo tác. Nếu với ý thanh tịnh nói lên hay hành động, an lạc bước theo trao như bóng không rời hình. Rõ ràng hạnh phúc mà con người hướng đến không phải là điều gì nằm ngoài vòng tay con người. Hạnh phúc là sự phát triển hoàn toàn đầy đủ các đức tánh của con người thông qua sự tu tập về thân khẩu ý, không làm các việc ác, thành tựu các việc lành, giữ tâm ý trong sạch. Đó là lời Phật dạy. Kính thưa quý vị, trước những biến động của thế giới năm 2023, mùa lễ Phật đản năm nay lại trở về, thì những lời giáo huấn của Đức Phật về từ bi tâm, hòa bình và thiện chí, đó là làm lấy động hàng triệu con tim của nhân loại, giúp chúng sanh khơi dậy được niềm an lạc, những thiện lành bởi những giá trị nhân văn sâu sắc của Đạo Phật. Và ánh sáng đạo pháp của Đạo Phật đã góp phần và tôn vinh nền hòa bình trên nhân loại, mang lại sự đoàn kết giữa người với người, xóa bỏ sự chiến tranh và hận thù. Chính vì thế, những sự biến động thế giới hiện nay với những hệ lụy sau cơn đại dịch COVID về ảnh hưởng về tinh thần tâm lý và cơ thể vật lý, thế giới hiện tại bị nhiễu nhương bởi những thông tin nhiễu loạn, từ những nguồn nhận thức điên đảo, bởi những khát vọng sinh tồn mù quáng và dẫn đến tà tránh khó phân, và đưa đến những cuộc chiến tranh nổ ra ở tại các nước trên thế giới như Nga, Ukraine, các quốc gia tại châu Phi, hay gần đây nhất là những cảnh bắn giết thảm sát tại các trường học tại Mỹ, nơi mà chúng ta đang sinh sống. Những đứa trẻ vô tội phải ra đi, có người sống trong hận thù, thoái mạ, phỉ báng nhau, thì ngày đại lễ Phật đản năm nay mang một thông điệp giá trị về lòng từ bi, giúp cho con người thấu hiểu được những cội rễ đã gây ra thiên tai dịch bệnh. Phải chăng sự tàn phá sự thiên nhiên, tàn phá nhiều chủng loại đã làm mất đi cái hệ cân bằng sinh thái, ảnh hưởng đến môi trường đời sống. Bên cạnh đó, sự bắn giết giành giật được phát sinh từ sự ích kỷ, từ tham lam địa vị vật chất đã khiến mọi người sống trong sự bất an. Chiến tranh là sự khơi nguồn của mâu thuẫn về chính trị. Tham vọng con người khi muốn thâu tóm và chiếm đoạt tài nguyên nới rộng địa lý, một số quốc gia đã lao vào cuộc chạy đua vũ trang với những tham vọng độc tôn để vị trí đế cường, dẫn đến những cuộc chiến tranh khốc liệt khiến bao người thương vong, gia đình ly tán. Kính thưa quý vị, kính mừng đại lễ Phật đản là dịp nhắc nhở chúng ta hãy tư duy về những lời giáo huấn của Đức Thế Tôn về từ bi tâm, về trí tuệ, những lời giáo pháp về sự bình đẳng, về từ bi, về sự đồng cảm và nhân ái của Đức Phật, là những giá trị đạo đức cốt lõi mà toàn thể nhân loại đang hướng tới. Là một người Phật tử tại gia, Đức Phật giảng dạy giáo lý, giảng dạy giáo pháp, hiện pháp đặc trú, xây dựng một đời sống hiện thực, hạnh phúc, gia đình, an bình, quốc gia xã hội. Mỗi người phải tự nỗ lực thanh lọc thân tâm, sống đúng như thật. Cụ thể trong mỗi phẩm kinh trong Bộ Đại Tạng Kinh, từ Nikaya, Bộ A Hàm, để ghi lại những lời Phật dạy, tự mỗi người phải có bổn phận, trách nhiệm trong cộng đồng liên tế, sự tương giao với cha mẹ và con cái, với thầy và trò, với bạn bè và những lối xóm xung quanh, với chủ và nhân viên, với cư sĩ và người tu sĩ. Tất cả đó phải được bắt nguồn khơi dậy bằng ý thức tự giác. Còn đối với người xuất gia,
Đức Phật đã dạy phải nỗ lực tu tập thiền định để giữ tâm tỉnh giác. Đó là con đường đi tới sự giác ngộ giải thoát. Đức Phật còn đi xa hơn nữa, Ngài đã giống huấn thị các thánh chúng đệ tử mang tinh thần hóa độ cho tất cả, cho từng cá nhân, cho gia đình, cho từng quốc gia xã hội. Chứ không chỉ là tu tập và chứng đắc cho riêng mình. Tinh thần hóa độ đó, Đức Phật đã dạy khi tăng đoàn Phật giáo đầu tiên đi hoằng pháp tại thành Sanat Varasani, vì lòng thương tưởng cho đời, vì hạnh phúc của chư thiên và nhân loại, các thầy hãy đi giáo hóa vì hạnh phúc muôn nơi, gieo rắc hương vị giải thoát đến khắp nơi nội nẻo đường, không phân biệt giàu nghèo, sang hèn, vua chúa hay quần chúng bình dân. Hãy lên đường bằng hành trang của người giác ngộ. Sự kiện Đức Phật đã sanh là một thông điệp hạnh phúc, bước ra thế giới khổ đau, đánh thức sự hướng tâm vào thế giới an lạc của sự vận hành và sự xa rời chấp thủ và khát ái. Nơi đây, từ trái tim đến trái tim, có nguồn giáo lý của đức từ thụ thấm nhuần từ mỗi con người. Và thật đúng vậy, hạnh phúc thay Đức Phật đản sanh, hạnh phúc thay giáo pháp cao minh, hạnh phúc thay chúng sanh hòa hợp, hạnh phúc thay tứ chúng đồng tu, trong Pháp Cú 194. Như vậy, kỷ niệm Đức Phật đản sanh là chính là chúng ta hãy sống với lòng từ bi và trí tuệ, để cho niềm tin và hy vọng cho nhân loại một ngày tươi sáng hơn. Nguyện xin tất cả chúng ta và mọi người đều sống với tinh thần từ bi và trí tuệ, để kỷ niệm ngày Đức Phật đản sanh năm nay được mang tất cả ý nghĩa cao quý và thiết thực nhất. Nam mô Hiện Tòa Đạo Tràng Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.